Chào mừng các cậu đã quay trở lại với W2W Anime. Vậy là một mùa anime nữa sắp trôi qua, nhưng chỗ cho những sự xuất hiện của hàng loạt bộ anime mới khác. Nếu như anime mùa hạ 2022 là sự mở màn của hàng loạt bộ anime mới như Voma in Gold, Licorice Recoil, Isekai Ojisan, Engage Kids, My Stepsister is My Ex-Girlfriend, thì anime mùa thu 2022 sẽ là một mùa anime của sự tiếp nối những season mới. Vậy hôm nay, sao chúng ta không điểm qua một số bộ anime đáng mong chờ trong thời gian sắp tới? Let's go! Chúng ta cùng bắt đầu với series siêu anh hùng nổi tiếng My Hero Academia. Như các cậu đã biết, cuối season 5 đã có khá nhiều sự kiện đã xảy ra chuẩn bị cho một season tiếp theo bùng nổ hơn bao giờ hết. Ở trailer mới nhất, ta có thể dễ dàng thấy được một cuộc chiến mới sắp sửa được bắt đầu giữa hai phe kẻ phản diện và anh hùng. Trong manga, đây sẽ là một cuộc chiến mang tính chất quyết định toàn bộ cốt truyện mà Học viện Anh Hùng sẽ phát triển sau này. Được chuyển thể từ arc Paranormal Liberation War. Như cái tên, đây sẽ là một cuộc tổng tấn công với quy mô sống còn của một trong hai phe anh hùng và mặt trận giải phóng huyền bí do Tomura đứng đầu. Đây cũng là phần chuyển thể kéo nội dung gần sát với manga, cụ thể là khoảng từ chap 253 tới chap 306. Để dễ so sánh, thì các cậu cứ coi đây như là arc Perfect Preparation trong Jujutsu Kaisen, kể về bước ngoặt của hai phe sau khi thầy Gojo bị phong ấn. Cũng như vậy, ở season 6 này, ta có thể thấy được nhiều bước ngoặt trong sự phát triển của Deku, từ việc có thể sử dụng được nhiều sức mạnh hơn, trách nhiệm nhiều hơn, đến những thay đổi tâm lý trong cái thiện của cậu. Có lẽ cũng không nói quá khi tôi nhận định rằng đây sẽ là một trận chiến lớn nhất trong series anime từ trước tới giờ. Bởi cái kết của trận chiến này không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho cả series mà nó còn giúp ta phác họa được tâm lý của nhiều nhân vật hơn. Trong đó phải kể đến là Izuku với Enji. Và có lẽ sau season này, mùa 7 sẽ được rời ra xa hơn để có thể đảm bảo được tiến độ hoàn thành trong manga. Vậy nên, phần anime chắc chắn cũng sẽ được chỉnh chu và đáng mong đợi hơn. Hãy cùng chúng tới chờ xem liệu ở mùa 6 này, câu chuyện anh hùng của Izuku sẽ đi về đâu nhé. Uzumaki, đây có lẽ không còn là một cái tên xa lạ gì với các fan trung thành của W2W Anime. Dù đã được giới thiệu từ năm 2020, nhưng vì sự bùng nổ của Covid-19 nên nó đã bị rời sang năm 2021. Nhưng một lần nữa vì đại dịch, các fan của bộ truyện nổi tiếng này đành phải ngậm ngùi chờ đợi nó cho tới tháng 10 năm nay. Để nói sơ qua về bộ anime này, thì nó là chuỗi manga kinh dị Nhật Bản do Ito Junji viết và minh họa từ năm 1998. Dự kiến vào tháng 10 năm 2022 này, bộ manga sẽ được chính thức xuất hiện trên màn ảnh với 4 tập anime. Không như các bộ anime khác, Uzumaki sẽ được chuyển thể dưới tông màu chủ đạo đen trắng mà không có thêm bất kỳ màu nào nữa. Với tớ, có lẽ đây vừa là một điểm cộng, vừa là một điểm đáng mong chờ. Việc chuyển thể với chỉ duy nhất hai màu trắng và đen không những có tác dụng mang lại sự u ám như gang màu của bộ truyện, mà nó còn là điểm khác biệt khi đi ngược lại các lối chuyển thể màu như những bộ anime khác. Tuy được Ito nhận xét là nó khá ngắn so với bộ manga gốc, nhưng nhờ việc rời thời gian công chiếu và tái cấu trúc kế hoạch cho bộ anime lại từ đầu cùng tài biên soạn của studio, ông đã khá hạnh phúc khi nó vẫn được coi là trung thành với nguyên tác. Tôi mong rằng ngoài mang được cảm xúc cùng tông màu u tối ảm đạm từ manga, nó còn mang được những gì mà truyện đã truyền tải đến với những người xem. Đã nhắc đến những bộ phim có những season mới trong mùa này thì không thể không kể đến Spy Family Code 2 rồi chứ nhở. Với màn ra mắt thành công vượt ngoài mong đợi, cuối cùng trong tháng 10 năm 2022, phần phim tiếp theo được chuyển thể từ tập 13 đến 25 cũng sắp sửa được ra mắt. Với trailer đã được hé lộ trước về nội dung tiếp theo, ta có thể thấy rằng nó sẽ được chuyển thể tiếp từ chap 18 trong manga, kể về hành trình nhận nuôi chó của Anya. Sau khi gặp Bond, hành trình mới của cô bé bắt đầu. Với những khó khăn mới đang chờ đợi chàng điệp viên tài năng Lloyd ở phía trước. Trong mùa thứ hai này, ngoài Bond ra thì còn có một nhân vật mới dự tính sẽ trở thành waifu với mọi nhà. Đó là Fiona Frost, một cô nàng điệp viên hâm mộ và thích thầm Lloyd. Tuy không thể hiện ra, nhưng cô luôn muốn mình trở nên thật hoàn hảo để có thể tới được anh. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ cực kỳ mong chờ màn ra mắt giữa cô nàng Yor và Fiona. Một người là sát thủ tài năng, người còn lại thì có thể nói là chỉ đứng sau Lloyd về khả năng chiến đấu trong tổ chức. Ngoài việc mở ra một câu chuyện mới về mối quan hệ của họ, thì mục đích chính của tổ hợp gia đình có 102 này cuối cùng cũng quay trở về quỹ đạo đúng với dự tính ban đầu. Đó là tiếp cận Donovan Desmond, cha của Damien. Sau bao nhiêu cố gắng, thì Lloyd cũng đã được gặp mặt và làm quen được với Donovan, dự tích cho những sự kiện lớn sau này. Với sự thành công từ việc mở màn vào tháng 4, thì không khó để dự đoán rằng nó sẽ gây được bùng nổ một lần nữa vào tháng 10 năm nay. Vậy sao không cùng chờ đón xem liệu trong với mùa mới thì gia đình này sẽ mang lại điều gì cho chúng ta nhỉ? Nãy giờ, chúng ta đã nói qua những bộ anime tương đối nổi tiếng và đã có chỗ đứng nhất định từ trước tới giờ. Vậy lần này, chúng ta cùng đến với bộ anime mới dự tính sẽ bùng nổ trong thể loại fantasy, pha chút hài hước nhá. Đó là tựa anime Tôi Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Đêm. Câu chuyện kể về một chàng trai có niềm đam mê mãnh liệt với việc có được một thế lực bóng tối khu ngầu cho riêng mình. Với niềm tin đó, cậu đã dành hết tâm huyết để nâng cao sức mạnh và đủ loại kế hoạch để thực hiện nó. Trong một lần tập luyện, cậu đã isekai và ở đây cậu có đủ điều kiện thực hiện ước mơ của mình và có cái tên là Cid. Và thế là cậu bắt đầu tập luyện, sức mạnh và bắt đầu xây dựng một thế lực cho riêng mình với cái tên là Shadow Garden. Tổ chức đối đầu với giáo phái tà ác Diabolos do chính mình bịa ra. Nhưng nào ngờ nó là một tổ chức có thật và người phát triển Shadow Garden không phải là cậu mà chính là Alpha, một yêu tinh do cậu cứu về. Để cho các cậu dễ hiểu thì cứ ví Cid như là Enji trong Overlord. Miệng thì luôn kêu là nó đã nằm trong kế hoạch của mình, nhưng thật ra chính bản thân cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là một bộ không hướng tới những khán giả nghiêm túc mà tạo ra với mục đích để giải trí là chính, nhưng vẫn mang được sự logic cùng cốt truyện gắn kết mạch lạc với nhau. Thường là xem chỉ để vui vẻ chứ không quá nghiêm khắc. Với việc có được sự thành công trong bản light novel cùng manga, bộ anime được đảm nhận bởi studio Nexus và đạo diễn bởi Kazuya Nakanishi, dự kiến sẽ cực kỳ có triển vọng như bộ Ojisan Isekai của mùa này. Không những vậy, nét vẽ cũng được nhiều người nhận xét là khá đẹp mắt, nổi bật. Có lẽ đây sẽ là bộ anime đáng mong chờ nhất đối với các fan của manga, light novel của Tôi Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Đêm. Lần này thì chúng ta hãy cùng điểm lại bộ anime khá nổi tiếng ở thị trường Việt Nam, thậm chí là được xuất bản manga, đó là Iruma Giá Đáo mùa 3. Ở cuối tập 21 season 2, để tóm tắt ngắn gọn phần trước thì sau khi kỳ nghỉ của lớp cá biệt kết thúc, mọi người bắt đầu trải qua một kỳ học mới. Và ở đây, tất cả mọi người bắt buộc phải đạt được hạng 4 Dalet trong năm nhất để được ở lại trong phòng học của Royal One. Để các cậu biết được độ khó của nó đến mức nào thì đó cũng chính là điều kiện để ra trường tốt nghiệp. Đây cũng chính là phần phim có sự chuyển biến mới nhất về nhiều sự kiện sau này của manga, thậm chí là tới thời điểm hiện tại. Tương ứng với chap 95 trở đi trong manga, giờ đây mỗi người trong lớp cá biệt sẽ được rèn luyện bởi những giáo viên đặc biệt cho từng người. Và đây cũng là thời điểm sức mạnh của mỗi người càng thêm được đột phá, cũng như có sự tiến triển mới về sức mạnh của Iruma. Ngoài ra, đây còn là sự kiện lớp cá biệt có thêm một thành viên mới, đó là Person Soi, một ác ma ngăn trở nhận thức. Như cái tên, cậu có khả năng cản trở nhận thức của chính mình. Chỉ đến khi được sự giúp đỡ của lớp cá biệt cùng Iruma, Soi dần được xuất hiện nhiều hơn trong lớp cùng mọi người. Tôi đoán ở season 3 nó sẽ kết thúc sau khi kỳ thi phô diễn thể hiện bản thân vào cuối năm nhất. Hội âm nhạc đánh dấu sự đầy đủ của lớp cá biệt khi mà Soi cuối cùng cũng quyết định cho riêng mình. Và đánh giá rằng đây cũng là phần phim khá hay vì nó không chỉ giới thiệu vài nhân vật mới có ảnh hưởng quan trọng tới cốt truyện sau này như em Odysseus, một trong nguyên thập tam quan. Tuy 75 chap là hơi quá dài so với một season, nhưng với việc chuyển thể được trung bình cỡ 50 chap trong hai mùa trước thì lần này tớ nghĩ studio Bandai Namco Pictures có thể dễ dàng đảm nhận được việc kéo dài ra thêm từ 24 tới 26 tập, hoặc có thể cho nó kết thúc ở cuối kỳ thi lễ hoa quả, một kết thúc vừa ổn cho một season. Còn các cậu thì sao? Liệu nó sẽ có gì trong season 3? One là một tác giả nổi tiếng với bộ manga One Punch Man, nhưng nó không phải là tất cả. Ngoài một đấm chết luôn, ông còn được biết là cha đẻ của Mob Psycho 100. Và trong mùa anime sắp tới, nó cũng được chuyển thể thành phần thứ 3 sau sự thành công của hai season trước đó. Season 2 của anime đã được dừng ở chap thứ 91 của bộ truyện, nên rất có thể ở season 3 sẽ chuyển thể tiếp từ 40 tới khoảng 45 chap tiếp theo. Ở mùa mới này, Shigeo có thể sẽ phải đối đầu với vấn đề mới do chính cậu gây ra ở cuối tập 12 mùa trước, đó là làm cái bông cải xanh khổng lồ, kết quả của việc giải cứu tên phản diện. Không những thế, trong season này, câu chuyện của Ritsu sẽ được mở rộng thêm với việc học được cách kiểm soát sức mạnh tiềm ẩn của mình. Và tất nhiên là không thể kể đến những pha tấu hài của Reigen Arataka, khi mà giờ đây ông có thêm một người để sai vặt là Kazuya Serizawa, một esper mạnh mẽ. Trước đây anh từng là một phần của Ultimate 5 và là thành viên của Claw. Mong rằng đây sẽ là bộ anime mang lại trải nghiệm mới như những season trước nhờ vào cốt truyện cũng như nét vẽ đặc trưng của Mob Psycho 100. Và đó là những bộ anime mà tớ thấy đáng mong chờ và hay nhất trong anime mùa thu 2022. Không chỉ là sự trở lại của hàng loạt series anime nổi tiếng trước đó, mà nó còn có thêm một số bộ anime nổi bật sang giá như Uzumaki hay là Tôi Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Đêm, dự tính sẽ tăng thêm phần thú vị cho anime mùa tới. Còn các cậu thì sao? Đâu sẽ là bộ anime đáng mong chờ nhất? Hãy cho chúng tớ biết ở dưới phần comment nhé! Way to out!